rồi mà bà lập cho đàng hoàng nghe, có chừng cái thao trúng cái điện thoại con đó. Tao biết rồi, lẹ đi. Chuẩn bị bắt đầu. Trời. Năm chục nè, đem đi sửa đi. Ê, mày quay lại cái chen hôm qua cho mẹ đi. Bẻ cái điện thoại rồi quay gì nữa? Ủa, tao nhớ tao đưa tiền mày sửa rồi mà. Cái iPhone bị hư mà đưa có 50 ngàn sao sửa? Thôi, quay đi. Sửa bao nhiêu tiền mẹ trả cho. Hả? Ừ, cái này được nè. Để ra đây quay cho. Đi. Rồi. Rồi chứ mày, tao đập nha. Bà nghĩ sao vậy? Hôm qua bà cầm cái thao bà đập cái điện thoại bể chưa đã hả? Nay bà cầm cái thao nữa. Hôm qua tao cầm cái thao bự, bữa nay tao cầm cái thao nhỏ xíu mà. Cái chen của người ta là cầm cái chảo, còn bà cầm cái thao. Bà đi đổi cái chảo lại đây, rồi con mới quay. Rồi rồi, để tao đi đổi cái chảo lại. Tao đổi cái chảo rồi đó, đập được chưa? Trời, bộ nhà hết chảo hay gì rồi, sao cái chảo nhỏ bà không lấy, bà lấy cái chảo bự như vậy? Tao thích xài đồ bự, rồi mày quay được chưa, mày hỏi nhiều quá vậy? Được rồi. Mà con nói trước nha, bà lập banh cái điện thoại con á là bà mua cái điện thoại mới cho con đó. Rồi, hư tao mua cái điện thoại khác cho, quay đi. Rồi, chuẩn bị nè, bắt đầu. Ai hút đi mà. Ôi, cái mẹ mua điện thoại mới cho. Bà chạy đi mua lẹ, nhanh bà lập tức cho con. Trời ơi, mất tiêm cái điện thoại rồi. Nè, ông đón nhỏ. Vậy cũng được à.